Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay cũng như mọi ngày mình tiếp tục đi thăm lưới bẫy gắn nữa nha mấy bạn. Nãy giờ mình lội cũng 5-6 tay nó cũng không dính nha mấy bạn thấy đồng quê mình mới đây lúa lên xanh vậy nha mấy bạn. Mấy bạn đi ít bữa mình quay mấy bạn coi tới lúa dặm luôn nè, lúa chỗ luôn nè. Mình chắc gần lúa chỗ chắc nó giảm, nếu năm nay thử coi nó đi trễ không nghe bạn. Chứ năm ngoái mình dăng tới lúa chỗ là cả nhiên nó dính yếu, là lúc đó mình đi mình bỏ lưới nha mấy bạn. Mình đi cử cuối mình đạp đài mình bỏ rồi đó. Tay nào mới lắm mới lấy về, mà ít khi nào mình lấy về lắm. Đi là anh đạp hai cái đài cho sập xuống mấy bạn, rồi mình bỏ đừng quan năm nó còn gắn răng, để nếu mà mấy bạn cuối mùa thấy không dính dính rõ đó ha, tới hồi nó đi đợi cái nó đi nó dính nó chết hết nha mấy bạn. Cho nên tới cỡ khoảng lúa đó nếu mà còn dính mình cứ còn thăm, nếu mà mình thấy hết dính thì mình đi mình hai ba cử, mà không dính luôn thắt hoài thì mình sẽ bỏ mấy bạn ơi, đá đài bỏ nhổ lên dục để nó dính gắn cái là bắt đầu nó chết, mình không có thăm nữa nó chết. Rồi hành trang của mình cũng như mỗi ngày nè nghe mấy bạn, gồm đây là một cái thuốc với hai cái túi nha mấy bạn. Mà cái này mình nói vậy chứ chắc chưa chắc có khả năng dính gắn nước đâu mấy bạn ơi, tại mình đem túi hờ đi, lỡ nó có dính mình bỏ chung với gắn kia cái nó cắn chết. Với một chai nước mình uống cỡ này trời buổi sáng mấy bạn thấy mùi sương mù mịt ha, vậy chứ tới nắng lên nắng dữ lắm nha mấy bạn. Như đây là số lớn mình đem theo mình giảm thêm nha mấy bạn, nên đi giờ phải đem ấy theo uống mới được mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy cu kìa, đó mấy bạn thấy củ độ dây điện đó không, ở đây quá cu mấy bạn ơi. Ít bữa chắc mình chuyển qua mình làm cái nạn thun, mình đi theo làm ná thủ, mình thấy mấy bạn ở trên mạng bắn hay quá mấy bạn, để mình về mình thắt dây thun mình làm mình bắn thử coi có được gì không nghe mấy bạn. Đó mấy bạn thấy cu bài đó thấy không. Thôi thằng đây có tay mình đi tới thăm luôn mấy bạn ơi, không nói lòng vòng nữa mất công. Bờ này mình mới vô thăm thử dăng thử con tay nha các bạn, tại do cái bờ này người ta mới xịt thuốc nó chết, bây giờ cỏ nó mới búng búng lên thử nè các bạn. Ơi có hàng mấy bạn, có hàng tay này từ lúc dăng giờ mới dính nha các bạn. Đây một em gắn lãi nằm đá không mấy bạn, gắn này cũng to nha các bạn, gắn cỡ 400g à. Đây dính thọt đầu tới đây, lãi này cũng còn đẹp mấy bạn ơi, chưa sao thử gọi mình đi bán bà bạn hàng cũng dễ quá mấy bạn ơi. Cỡ này gắn nó lên giá đó cái cho nên bà ít có chê gắn lắm, lên đợt rồi trắng chạy xước rồi bà lấy hết trơn à, nhưng đợt rồi nói chung lên không có dạt lại con nào hết trơn, bà lấy hết trơn luôn á. Còn mấy cửa trước lên bà dạt lắm mấy bạn ơi, chạy chạy cái bà chê rồi. Còn mà hổng gài mấy bạn thấy mình đi thăm không, chạy xước hết rất nhiều luôn vậy mà lấy hết trơn à. Rồi mấy bạn cho mình xin tạm ngưng ở đây nha mấy bạn, để mình xử lý nó nghe bạn, tại mình đi có mình nên nghe bạn, không có quay lại cái cảnh mà ấy cho mấy bạn xem được. Để mình gỡ nó ra để nó quỳ dậy hơi, cái nó chắc da nhiều quá các bạn, cái bằng hàng nó hay chơi. Thôi mình cũng xin tạm ngưng đây đi, mình đi tới tay tiếp theo nếu có dính mình test lại cho mấy bạn xem. Rồi bờ này mình cũng có hai tay nữa nha mấy bạn, đang tay nè các bạn thấy không, đó tài lưới mấy bạn thấy nhìn thấy khó thấy không, thấy được cộng gì diện không không, mình dăng hơi lâu nó hơi bay màu đó nghe mấy bạn. Chứ nếu mà còn nguyên si của nó ha là đen thù lùi ha, tại mình làm lại nó đen thù lùi y gan như lưới tàng hình như mấy bạn. Bạn thấy phong cảnh này đẹp không? Ở đây là đồng ruộng gì đó nghe các bạn. Mưa nuôi cá, còn không nuôi cá thì mình ruộng trên bờ thì đa số mấy bạn thấy bờ nào cũng giống đấy, bờ xài lự chân thấy không? Đằng trước thì mình có tay nha các bạn. Này khu vực này mình dăng hổm dài như đầu mùa vậy, như bờ nãy dính mấy con hai con vậy. Mình không dám dăng như nhiều tại mình thấy nó không dính, mình không dăng nhiều các bạn, rồi mình mới dăng có thêm đằng đó một tay nữa, hai tay à. Mình thăm giữ nếu có dính mình mới dăng thêm. Đây đây có hàng mấy bạn ơi, một con đải nha mấy bạn, đải cũng to mấy bạn ơi, đã không đây lại đẹp nha các bạn, lại to nha, lại này cũng 300-400g nữa nha các bạn. Con này dính nha ấy hết sợ mấy bạn ơi, để mình sợ nó ấy, mình hay nắm đuôi nó sợ nó tụt cái mắt tiêu mấy bạn. Này các bạn thấy đã không, mỗi lần khi dính đó mấy bạn mình lại mình quay cái thấy nó đã gì đâu nha các bạn, nằm một đống mà còn không dính mình lậu thấy nó cũng ngán ngẩm nha các bạn. Giá bữa nay chúng to dài chặn cho các bạn, chứ cỡ này thì nó cũng hơi khó dằn nha các bạn. Lúa mà lên cao chút mình chắc nước ra ha, là nó xuống ruộng nó đi được nha các bạn. Mấy gắn này á nó không đi trên bờ nữa, nó đi trên bờ cũng đi mà đi dưới ruộng nó kiếm ăn đồ nhái đồ dưới đó, cái cho nước vô cái nó mới leo lên bờ lại. Thì như vậy thì mình mất cái khoảng thời gian hơi xa chờ người ta cho vô rồi mấy bạn, cho nên nó dính cũng hạn chế, nó giảm đi. Còn số thì nó cũng leo cây nha các bạn, lãi này là lội nó ở cây á, nó ăn nó mới xuống đất đó, chứ mấy nó leo cây không đó. Rồi, con này cục đuôi nha các bạn, đây cục đuôi. Rồi cũng như nãy giờ thì mấy bạn cũng thấy được đây con nữa nè, là thành quả này con nữa là được hai con nha các bạn. Giá đây tới cuối nó dính cỡ 4 tay 5-6 tay dính con, 4 tay 5-6 tay dính con, cho nó nhiều nhiều với mấy con bự bự mình đẹp đẹp mình quay mấy bạn xem chơi.
Dùng mình nói thiệt mấy bạn là gắn lãi nó nhiều chứ không có gắn gì nhiều nữa chứ mấy bạn ơi, do những loại gắn khác cái mấy đồng nghiệp mình đặt bẫy bắt hết trơn, còn cũng còn vậy chứ không phải là gọi là hết, nhưng mà nó rất là ít, nó sẽ giảm và nó nhát đi. Còn gắn lãi này đặt ít vô bẫy các bạn, 10 con bắt được chừng con là bẫy nó cũng còn lai gai nè, mình còn bắt được lai gai. Rồi mấy bạn cho mình xin tạm ngưng đây, mình xử lý con gắn này nha mấy bạn, rồi mình đi tới tay tiếp theo nếu có dính mình test lại mấy bạn xem, tại vì lý do mình đi có mình nghe mấy bạn. Rồi nãy giờ mình lậu đâu cũng mười mấy hai chục tay cũng không dính mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy đồng lúa mà lên xanh vàng hết ha mấy bạn. Bên đây thì mới xạ nha mấy bạn. Rồi đây mấy bạn, mình đã bắt gặp một con gắn lạ này, mình không biết con gắn gì nghe mấy bạn. Cái này là do lưới của ruộng người ta giăng đựng cho chuột xuống mấy bạn, cái nó dính con hết. Rồi cái con gắn này là nó ăn nè mấy bạn. Mấy bạn nhìn coi thử, mấy bạn biết con gắn này gắn gì mấy bạn comment mình biết coi. Cái đầu nó đỏ chạch nè mấy bạn. Không lẽ trong truyền thuyết người ta nói gắn này là gắn hổ lửa, phải gắn này không mấy bạn? À, nhìn thấy cái gần cổ nó đỏ, thấy ghê đỏ không nè. Đó. Con khúc nó thì giống như gắn nước nha mấy bạn. Không lẽ gắn này gắn lai gì mấy bạn? Không lẽ hổ lửa lai gắn nước gì đâu mình thấy nè mấy bạn. Nhìn mình cũng không biết gắn gì nữa. Gắn này nó không bự hung nha mấy bạn. Đó. Mấy bạn nhìn thấy không? Mấy bạn nếu biết mấy bạn comment cho mình biết nha mấy bạn. Mình đi này mình gặp nó mình cũng không biết nó là gắn gì nữa nè, các bạn thấy không? Đó đó, nó lại nó ăn con ếch, mà con ếch nó dính lưới nha các bạn. Này là lưới của người ta giăng chứ không phải lưới mình nha các bạn, lưới người ta giăng dưới đồng ruộng á. Rồi nó con ếch nó dính đó, rồi nó đi lại nó chui vô nó cắn hết rồi nó dính luôn. Mình gặp nó cũng hơi lạ lạ này, mình quay cho mấy bạn xem để mấy bạn biết cái gì nữa mấy bạn comment cho mình biết coi. Rồi thôi mình cũng xin tạm ngưng đây nha các bạn, mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại mấy bạn xem, chứ nãy giờ mình lội cũng hơi bị đuối vậy đó mà không dính nha các bạn. Nãy giờ mình lội cũng mười mấy hai chục tay mấy bạn, cũng muốn hết lưới rồi đó mấy bạn, mà nó cũng không dính mấy bạn ơi. Mấy bạn nhịn vuông này, mấy nhà bạn nhớ quen thuộc cái đợt mà mình đi thăm mà có ông chú xịt lương không mấy bạn, mình về tới đây nha mấy bạn. Chiếc này mình lội ngược á, thông thường dưới mình lội lên, mà chuyến này mình có gian xe lên trên mình lội về về mấy bạn ơi, đừng về tới nhà cho khỏe để dưới mình lội lên, lên chở mình lội về lỡ ngán mấy bạn. Cách từ chỗ là lưới chỗ mình văng tới hết luồng lưới trên đây một khúc một lông là nó cũng cỡ 5 cây số đó nghe mấy bạn, quận đi quận về là 5 cây đó. Mình lên chở mình lội xuống nè, lội xuống gần hơi cái là mình về nhà cho nó dễ nghe mấy bạn. Ngồi nghỉ hơi bạn ơi, quá trời cả này thì nó yếu rồi, dính yếu rồi mấy bạn, thấy bên lúa đó người ta bơm cạn vậy không, quá trời khô rồi. Nên dính yếu quá. Thôi mình đi tới tay tiếp theo luôn các bạn, tay chỗ này là kế đây cũng là nó đó nha các bạn. Ủa sao ta lướt mất tiêu ta, thực đó mình văng đây nè mấy bạn, mình văng tay lướt ở đây mà bây giờ nó đâu mất tiêu rồi. Tay lướt chỗ này dính hai con ngón lãi nữa các bạn. Đây nè, đây nè. Trời ơi mấy bạn ơi, thấy không, ta lưới lâu ngày cũ nó lâu luôn nè mấy bạn, thấy nè nè nó lâu nhổ cái đại bẻ đại gì gãy lâu xuống nè. Đây dính một em hổ ngựa nghe mấy bạn, quá trời đẹp vàng éo luôn mấy bạn, thấy không, lâu luôn ta lưới mình nha các bạn. Bạn thấy nè, ta lưới cũ rồi bẻ gãy lâu luôn, ta lưới gắn to nghe các bạn. U ăn đã chưa, đó đó vàng cháy nghe mấy bạn, thấy ghê đã không, ra lưới mình văng kỳ hổm đây, dính trên đầu đây còn con gắn lãi, dưới bụi chuối đây còn con nữa nghe các bạn. Mà dở lâu mấy bạn thấy chưa, để nắm đủ chắc ăn mấy bạn ơi, để lâu lâu hơi lỡ dục ra chạy cái ạ. Đó, đó nắm đủ chắc ăn đây nha bạn. Con này to nghe mấy bạn, nắm đủ chắc ăn mấy bạn ơi, giống bữa hổm để nó thụt lỡ lứ mục nè mấy bạn thấy không, nó lâu gãy cây đài luôn á, tại vì cái này cuối mùa lưới mục rồi nghe các bạn. Tay này mình văng cũng lâu lắm rồi, do lưới cũ rồi mình đem về mình giá mình văng lại cái nữa đã không mấy bạn. Quá đã, con này đẹp quá nghe mấy bạn. Đây con này là cái đuôi nó dài nghe mấy bạn, còn con ngày hôm qua là cái đuôi nó cục nghe mấy bạn. Đây để cô bạn không biết nó mình gắn vô à, mình không có không làm mấy chuyện đó đâu nghe các bạn. Mình là nói chung là clip của anh em mình ha, là có sao mình nói y gan vậy rồi mấy bạn, bữa nào thắt về mình nói thắt, bữa nào chúng mình nói thắt, thắt chúng nói chúng thắt nói thắt mấy bạn ơi, tại vì mình làm này nghề bà cậu đâu biết trước được mấy bạn ơi. Ừ, có bữa thì chúng to, còn có bữa thì thắt thu đủ thứ chứ mấy bạn ơi.
mà nó nào ngay, nếu mà mấy bạn chịu vô nghề này mấy bạn văng mà có khoảng được 100 tay nha, là bảo đảm mấy bạn đi bữa thì nó nào ngay ở vùng quê mình nha. Còn chuyện mấy chỗ bạn nhiều khi gắn nó nhiều hơn nữa đó, tại vùng mình cũng có nhiều đồng nghiệp làm quá đó bạn. Thiện bữa nói chung mình đồng quê đi, mình thì mấy bạn sức khỏe nó không có bằng ta, mình đi mằng một ngày ví dụ như 250.000 mình phải mằng 8 tiếng mấy bạn. Còn ví dụ như mình đi Giang Lưới này á, tảng sáng mấy bạn chịu khó tranh thủ sớm sớm cỡ 6-7 giờ mấy bạn đi đi, thì 11, 12 giờ, 1 giờ là dữ lắm đó, mới đem bạn đem nước bánh mì theo đó mấy bạn ăn. Rồi ví dụ như tới trưa về thì bữa mình ví dụ như thắt thì thắt mình cũng kiếm 200.000 đi, nó cũng khỏe hơn mằng ngày người ta mấy bạn, mà mình mằng cho mình. Nói vậy chứ mấy bạn văng chắc nếu mà kéo hết luồng lưới đó một ngày 200, hơn 200 mấy bạn ơi, chứ 200 không được đâu, người ta không chịu đâu. Nè mấy bạn thấy đã không, giống như mình hồi sớm giờ cũng thắt nè, mấy bạn thấy thành quả nè đó, được có hai con gắn lãi với con hổ ngựa này, vậy chứ nó hai ba con này nó cũng gần 2 kg rồi đó nghe mấy bạn, ký luôn mấy á. Như con hổ ngựa này là nó từ 900g cả ký nghe mấy bạn, con này gắn được vài sọc cũng nặng nè, gắn này chì nè, nhầm con phao còn gắn này chì quá mấy bạn ơi, đã không đó. Còn hai con gắn lãi này thì nằm chung chung khoảng 800g đó mấy bạn đó. Thì cho bây giờ đây tới cuối mình không dính nữa, nhiêu đây mình cũng thấy cũng 200 mấy 300, mình thấy cũng đủ sống nha mấy bạn. Tại gắn lãi này với con ngựa này giờ 1 kg 170-180 lần, mà chiếc này có khả năng lên nữa đó mấy bạn. Đợt rồi mình đi ha, là nói chung gắn nó hơi tệ luôn đó, mà bà còn lấy giá đó luôn đó mấy bạn, tại vì bây giờ nó hết gắn mấy bạn ơi, nó không còn được nhiều đâu. Gắn lãi với con ngựa nó sẽ lên giá đó. Thì các bạn thấy đã thì ghê không, dài sọc nè nghe mấy bạn. Thôi mình cũng không nói linh tinh thêm nữa nha bạn, mấy bạn cho mình tạm ngưng video đây, rồi mình lội tới mấy tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại mấy bạn xem, còn cũng không có nhiêu tay nữa hết nha mấy bạn. Rồi cho mình tạm ngưng nha mấy bạn. Nó cắt nước nữa kìa. Rồi tới đây mình có 1 tay nữa nha mấy bạn, nãy giờ mình đi 5-6 tay cũng không dính nha bạn, giờ mình test thẳng luôn bạn ơi. Thằng cục cỏ ở đây nè, đây đồng lúa mình, giờ lúa người ta xạ mấy bạn thấy không, lên cao cao chân nè mấy bạn. Tới nào mà lúa lên mấy bạn thấy mà dặm rồi mà chỗ này gai ở đầu là nó giảm dính nha mấy bạn, cỡ đó chắc mình cũng hết đấy, mình cũng đi bỏ lưới luôn chứ, đạp lưới bỏ luôn chứ còn không ấy được, không để được mấy bạn ơi, để nhiều khi nó dính rồi nó chết nha mấy bạn. Chừng nào mình thấy mình lậu ngán ngẩm nó ít dính thôi à. Rồi đây có 1 tay nha mấy bạn, đây có hàng nữa mấy bạn ơi, đây đây. Ồ mấy bạn thấy đã chưa, đây một em hổ nón nữa nghe mấy bạn, bữa nay giờ em này là em thứ hai nghe mấy bạn, là hai con hổ nón hai con gắn lãi nghe mấy bạn, đã không bạn. Ồ ta lưới con khúc nghe mấy bạn, đó không, con này chắc mới dính quá, còn đẹp đây các bạn thấy không đó. Mình mà văng cái lưới mà dính lại nhìn thấy đã nghe mấy bạn, còn mà liên không nó không dính mình lậu, giết mình lậu cũng không nổi nữa mấy bạn ơi. Đây mấy bạn cận cảnh như bạn coi, đây tay lưới mình, tay lưới này cũng có 4 tắc nha các bạn đó, văng đây khúc xuống tới đó các bạn, tay này chắc 5 tắc rồi, 5 tắc đó. Đó mấy bạn thấy không, con này không bự bằng mấy con nãy nha các bạn. Đây thành quả thì nãy giờ của mình đây là 3 con nha các bạn, cũng 1 túi rồi đây các bạn xem đó, đó 1 túi gì đó nghe mấy bạn, thêm con còn ngoài đây con nữa nghe các bạn. Đây bữa nay đi luồng lưới này là vậy là cũng tạm trúng nữa mấy bạn ơi, nó không trúng, nó ít con thiệt, nhưng mà mình nhờ được cái là nó bự á mấy bạn, nhờ con nó bự nha mấy bạn, con trọng trọng không à. Con này thì nó cũng có nằm có khoảng chắc nửa ký 600g, nửa ký mấy bạn, không được 600g đâu. Còn có con này to nè đó, đã không mấy bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin ngưng đây video đây cái nghe mấy bạn. Mình xử lý con gắn rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại cho mấy bạn xem. Mà còn có mấy tay nữa mấy bạn ơi, đường này mình đi vô nhà mình luôn, nó còn mấy tay nữa. Rồi cho mình xin tạm ngưng đây nha mấy bạn. Rồi mình lội gần vô tới lộn nha mấy bạn, ở dưới đây mình có 1 tay nữa nha mấy bạn. À có hàng mấy bạn ơi, bữa nay đã quá mấy bạn ơi, gắn lãi toàn nha mấy bạn. Đây ngắn này còn đẹp mới dính hay gì mấy bạn ơi, đã không đó, bữa nay đằng ngon nha mấy bạn. Ta lưới này mình văng riết mà nó bạc màu gì luôn mới chịu dính nè mấy bạn, từ màu đen mà nó chuyển thành màu trắng, trời nắng riết mà chuyển thành màu trắng luôn mới chịu dính nè mấy bạn. Bạn thấy đã không, bữa nay thành quả là trúng to nữa nghe mấy bạn, nó gắn to to không à. Rồi nhảo tớp mình liền đó mấy bạn thấy không. Rồi trời ơi táp vô camera luôn, ghê không mấy bạn, con nãy dính nó lú ra khúc làm quá mấy bạn ơi. Trời trời trời, ôi trời trời, thôi mình leo lên mấy bạn ơi,
tại vì mình văng này nó nằm dưới mé nha các bạn, mình phải xuống dưới đó mới gỡ được nó nha mấy bạn. Đó mấy bạn thấy đã không? Đó bên đó người ta nuôi cá chê nha mấy bạn, hầm bên đó hầm cá chê, còn bên đây thì người ta nuôi cá cha nha mấy bạn. Đó mấy vùng này, khu vực này người ta nuôi cá cha cá chê, còn bờ thì nó bỏ quan trồng cây này cây kia rồi với mấy bạn, cho nên mình chen chen vô mấy bờ này mình văng nha mấy bạn, văng trong mấy khu bờ này. Mà cái khu bờ này nó nào ngay nó dính cũng yếu xìu mấy bạn ơi, lâu lâu dính một con, lâu lâu dính một con, chứ nó không có phải dính nhiều như mấy cái đầm ruộng nha mấy bạn. Mấy cái vùng ruộng á, cái lúc mà người ta vừa gặt lúa á mấy bạn, mấy bạn văng nó gắt là trúng, nhưng mà ngược lại bây giờ tới người ta nó trúng cái đợt đó dưới nước chụp lên cái nó mấy cái bờ nhỏ nó ngập tới mấy bạn, nó lên mấy bờ bự mình văng sẽ trúng được một lần rồi xong xuôi á. Còn bây giờ á thì mấy bạn nên văng mấy cái lục vườn á, tại vì bây giờ đầm ruộng người ta phát chống cho người ta xả lúa đồ chân đó, mấy bạn văng trong mấy cái lục vườn á, mấy dạng chăn văng chặn mấy cái đầu bờ đi ra đi vô á. Ít bữa nữa đây nó sẽ, hiện bây giờ nó đã rút vô trong vườn nó rồi đó, ít bữa nữa người ta xả lúa nó sẽ đi ngược trở ra lại đó mấy bạn, nó sẽ dính chặn nữa. Còn mình ở đây á, thì mấy bạn thấy tỷ lệ vườn á, thì nó cũng hơi ít, nó chỉ bằng ruộng với nuôi cá mấy mương nè mấy bạn, nên nó hơi khó bắt hơn. Còn mấy khu mấy bạn có vườn á, vườn là mấy bạn văng đi chặn đầu ra đầu vô, nó thế nào đứa cũng phải đi vô đi ra. Thôi giờ mình cũng đi có mình ên à, mấy bạn thông cảm cho mình tạm ngưng video đây nha mấy bạn. Mình để mình xử lý con rắn này ra rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại mấy bạn xem. Còn hình như có tay hai tay gì hả mấy bạn ơi, là vô tới lộ rồi mình có giăng xe về nhà thôi. Rồi hết lứ rồi nghe mấy bạn, mình ra đường lộ nè mấy bạn, ra đường lộ đang 4 mét này mình sẽ sẵn về nhà nha mấy bạn, lộ về nhà. Đây thành quả của mình bữa nay là trúng to nha mấy bạn, đây một túi cứng ngắt luôn nha mấy bạn, thấy đã không? Thành quả của mình thì bữa nay được hai con rắn hổ ngựa, ba con lãi nha mấy bạn, 5 con. Thì gần 5 con nó không có nhiều bằng như mấy bữa 7-8 con thiệt mấy bạn, nhưng mà do rắn nó bự hơn mấy bạn. Rắn lãi hổ ngựa con trọng trọng không à. Con còn hổ xỉu nè các bạn thấy xỉu rồi nè. Đó, anh xỉu nè, đó. Làm em ghe các bạn thấy không? Xỉu rồi đó, anh làm giống như em bị chết rồi đó. Đó, bạn thấy đã cũng giả nữa rồi đó. Đây, một túi gì nghe các bạn. Cứng túi luôn đó. Bữa nay thành quả vậy là trúng rồi nha các bạn. Tại giờ mình cuối mùa nó không còn như đầu mùa đâu nha các bạn. Dính được gì là im lắm đó. Cái lưới này lưới tàn rồi mà. Thông thường á, cái lưới mà mấy bạn mới đi văng á nó sẽ dính nhiều hơn. Mấy bạn văng thông thường cỡ 4-5 bữa là đầu lưới bắt đầu nó bén rồi, bắt đầu lúc đó nó dính mấy mạnh đó. Còn mới văng nó cũng không dính nhiều chân. Còn mà mình đã thăm rồi chừng 2-3 tháng rồi mà gần cuối mùa nha là kêu lưới tàn đó mấy bạn, là lúc đó nó sẽ dính yếu đi nha các bạn. Lâu lâu nó phát được cử chúng thôi chứ không phải mà chúng được hoài đâu nha các bạn. Một túi quay cũng không giáp luôn các bạn thôi. Đã rồi, con này to nha các bạn. Đó. Còn đó là gần cả ký nha các bạn. Còn mấy con kia thì không được. Trời ơi, con này không mỉa giờ. Đó. Đã không mấy bạn. Bữa nay nói chung là thành quả mình bị là im rồi. Thôi bây giờ mình cũng xin video ở đây. Rồi, mấy bạn xem thấy vui nhớ ủng hộ kênh anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like hoặc một chia sẻ nha mấy bạn, để ủng hộ tinh thần anh em mình có động lực để làm những video tiếp theo nha nghe mấy bạn. Rồi mình cũng xin máy bay mấy bạn và hẹn gặp mấy bạn ở clip sau. Bye bye.